Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Computer. Như các bạn đã biết thì RTX 20 series nó vừa được ra mắt vào ngày 20 tháng 8 gần đây. Và các hãng đã gần như là cho ra mắt đầy đủ những phiên bản custom của riêng mình rồi. Và trong video này mình sẽ cùng các bạn tổng hợp lại tất cả nhá. Thực ra nói tổng hợp lại tất cả thì nó cũng không đúng lắm đâu, nhưng mà mình sẽ tổng hợp lại tất cả những sản phẩm của ba ông lớn, đây chính là Asus, MSI và Gigabyte. Với Asus và MSI thì họ đã cho ra mắt đầy đủ tất cả các phiên bản từ cao cấp đến thấp cấp, cũng như là đầy đủ những giải pháp tản nhiệt khác nhau. Và chỉ có duy nhất là Gigabyte thôi thì họ mới chỉ cho ra mắt là dòng gaming tầm trung của mình mà thôi, đấy chính là dòng Winforce Gaming. Còn dòng Arus thì vẫn chưa thấy đâu, và mới chỉ có một cái trailer mà có 3 cái quạt LED RGB xoay xoay, mà nhìn vào thì mình cũng không thể nào tưởng tượng ra là nó sẽ có thiết kế như thế nào. Còn về Asus thì họ đã cho ra mắt của mình đấy chính là 3 dòng đối với dòng RTX 20 series, đấy chính là dòng ROG Strix, dòng Turbo cũng như là dòng Duo. Với dòng ROG Strix thì đương nhiên nó vẫn sẽ là phiên bản cao cấp nhất của Asus. Với dòng ROG Strix các bạn sẽ có thiết kế phải nói là rất là đẹp, với phần giáp tản nhiệt được khắc lên trên mình, đấy chính là họa tiết Maya cổ, giống như là dòng 10 series thôi, nhưng mà nó sẽ làm nó đẹp mắt hơn cũng như là chi tiết hơn. Và phần giáp tản nhiệt này có nó còn có ở trên mình, đấy chính là hệ thống LED RGB. Và hệ thống LED RGB này nó cũng có ở mặt sau luôn, đấy chính là nằm ở phần backplate. Có nghĩa là với LED RGB của Asus thì nó sẽ nằm khắp mọi nơi, các bạn có để các đoạn như thế nào thì các bạn vẫn có thể thấy được. Và hệ thống tản nhiệt ở bên trên dòng Asus ROG Strix đấy chính là nó sẽ sử dụng là 3 quạt tản nhiệt, sử dụng công nghệ là ASIO rất là mới của Asus. Và phần tản nhiệt này nó cũng rất là dày. Theo như quảng cáo của Asus thì nó là dày tới 2,7 khe PCI, có nghĩa nó gần đến 3 khe PCI rồi. Thế nên là các bạn có đặt một cạc đọa vào trong vỏ cây của mình ấy thì nó cũng rất là đầy đặn, mà hiệu năng tản nhiệt của nó cũng sẽ rất là tốt. Về hệ thống LED RGB ở trên dòng ROG Strix thì đương nhiên nó vẫn sẽ là hệ thống LED Aura Sync, một trong những hệ thống sync LED RGB phải nói là tiên tiến nhất hiện nay. Nếu như các bạn đang có ý định mua dòng ROG Strix về thì hãy cứ yên tâm đi, bởi vì cứ nhắc đến thương hiệu là cao cấp đi thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới là ROG Strix. Nó sẽ mang lại cho các bạn sự mát mẻ, hiệu năng cao, rồi LED RGB các thứ rất là đẹp mắt. Và thấp cấp hơn một chút nữa của Asus đấy chính là dòng Duo, thì nó là một phiên bản thấp cấp hơn của dòng ROG Strix. Và khi mà mình nhìn vào ấy thì thực sự là thiết kế của dòng Duo này nó không có một chút gì gọi là nổi bật hết. Nó có một thiết kế gọi là đen toàn phần, và cũng như là chỉ có thêm một vài họa tiết màu trắng vào mà thôi. Nó sẽ có hai quạt tản nhiệt nhưng mà vẫn sử dụng công nghệ là ASIO giống như là trên dòng ROG Strix, chỉ có là nó ít quạt hơn mà thôi, nó là hai quạt tản nhiệt, nhưng mà nó vẫn sẽ giữ khối tản nhiệt là 2,7 slot. 2,7 slot là rất là dày đấy các bạn ạ. Thế nên là hiệu năng tản nhiệt của nó mình nghĩ là cũng sẽ rất là tốt. Tuy nó không bằng dòng ROG Strix nhưng mà nó vẫn sẽ rất là tốt. Và nếu như bạn nào mà muốn lựa chọn dòng Duo thì có nghĩa là các bạn đang muốn lựa chọn một dòng card đúng không ạ? Mà chỉ cần là cắm vào là chạy, các bạn không quan tâm đến nhiệt độ, các bạn không quan tâm đến khả năng ép xung, thì dòng Duo sẽ là một dòng tốt để cho các bạn có thể lựa chọn. À mà mình có thể nói thêm với dòng Duo này nữa thì nó sẽ có một option không thể thiếu, đấy chính là phần backplate của nó. Thì với backplate của nó cũng thực ra nó cũng chỉ là một khối đen thui thôi, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn che phần bảng mạch đi, cũng như là giúp các bạn giải nhiệt một phần cho GPU. Thế nên là có còn hơn không. Và cuối cùng ý, thì sẽ là dòng Turbo, một trong những dòng tản nhiệt lồng sóc của Asus. Nếu như có nhắc đến về tản nhiệt lồng sóc thì đương nhiên các bạn sẽ nói ngay, đấy chính là khả năng tản nhiệt của nó không được tốt. Nhưng mà với giải pháp là tản nhiệt lồng sóc của dòng Turbo của Asus thì nó sẽ phù hợp cho việc các bạn sử dụng, đấy chính là đa card đúng không ạ? Ở với những bộ cây server, những bộ cây làm về trí tuệ nhân tạo, các bạn cần cắm nhiều card đồ họa vào với nhau, thì một chiếc tản lồng sóc và kết hợp thêm nhiều chiếc nữa, có nghĩa khoảng tầm 7-8 chiếc, mà khi lắp vào những cây bé thì khả năng thoáng khí của nó rất là tốt. Thế nên là lắp càng nhiều thì khả năng tản nhiệt của nó sẽ càng tốt. Và với dòng Turbo của Asus này thì mình có cảm nhận là nó đẹp hơn phiên bản năm ngoái rất là nhiều. Mặc dù là năm nay thì nó vẫn là không có phần backplate, nhưng mà mình cảm nhận là nó đẹp hơn phiên bản năm ngoái rất là nhiều. Nếu mà mình được mua thì mình vẫn sẽ mua bản Turbo chứ không phải là mua bản Duo hay là dòng ROG Strix, bởi vì cá nhân mình rất thích là tản nhiệt lồng sóc. Tiếp theo với MSI thì các bạn sẽ có 5 lineup sản phẩm, một trong những hãng phải nói là đưa ra rất là nhiều lineup dành cho RTX 20 series. Các bạn sẽ có 5 dòng sản phẩm, ví dụ như là dòng Ventus này, dòng Arrow, dòng Duck, rồi dòng Gaming Trio cũng như là dòng Seahawk. Với dòng Ventus cũng như là dòng Arrow thì đây sẽ là hai dòng thấp cấp nhất của MSI. Với dòng Arrow thì nó cũng giống như là dòng Turbo của Asus ấy, nó là tản nhiệt lồng sóc. Nếu như chỉ tính đơn card đúng không ạ, thì hiệu năng tản nhiệt của nó sẽ rất là kém. Nhưng mà khi các bạn dùng trong những giải pháp workstation hay là server các thứ ấy thì khả năng giải nhiệt của nó sẽ rất là tốt. Và chuyển qua với dòng Duck cũng như là dòng Gaming Trio thì đây sẽ là hai dòng chủ lực mà MSI sẽ đánh vào.
Và với hai dòng này thì các bạn sẽ có thể mua được rất là sớm và ngay đợt hàng đầu tiên của MSI là các bạn đã có thể mua được rồi. Và với dòng Duck đi thì đây sẽ là một phiên bản gọi là ngang tầm với dòng Duo của Asus. Thì với phiên bản Duck này, nhưng mà mình sẽ đánh giá cao dòng Duck hơn là dòng Duo của Asus. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy dòng Duck nó có thiết kế kiểu như nó nổi bật hơn, cũng như là nó sẽ có 3 quả tản nhiệt. 3 quả tản nhiệt của Duck thì nó sẽ là 3 quả tản nhiệt cỡ bé và nó vẫn sẽ là công nghệ twin throw của MSI, và nó sẽ cho các bạn một khả năng giải nhiệt rất là tốt. Mặc dù là nó không dày bằng dòng Duo nhưng mà nó sẽ dài hơn, cũng như là nó sẽ có 3 quạt tản nhiệt và thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Và hơn hết nhá, đấy chính là nó có LED RGB. Dòng Duck của MSI có LED RGB mà dòng Duo của Asus thì lại không có. Và chuyển qua với dòng, phải nói là dòng tản khí cao cấp nhất của MSI, đấy chính là dòng Gaming X Trio. Đây là dòng tản khí cao cấp nhất của MSI nhá. Và nó sẽ có 3 quạt tản nhiệt, gồm 2 quạt rất lớn và một quạt thì có kích thước vừa phải, có thể nói là bé. Nhưng mà với 3 quạt tản nhiệt như thế này, các bạn sẽ có hiệu năng tản nhiệt phải nói là rất rất tốt. Và đây chính là, nó vẫn là thế hệ cánh quạt, đây chính là quạt Twin Throw rất là nổi tiếng của MSI mà thôi. Và hiệu năng của nó thì các bạn không cần phải quan tâm đâu, bởi vì nó quá tốt rồi, thế nên là các bạn chẳng cần phải quan tâm phải làm gì nữa. Và ngoài ra thì phần tản nhiệt của nó cũng rất là dày, chất sinh của nó rất là dày và nó cũng rất là dài. Mình cảm giác cầm con Trio trên tay mà nó cảm giác nó dài bằng cả cái cây luôn. Và nhìn vào cây thì nó chắc chắn sẽ rất rất là đầy đặn. Và ở trên dòng Gaming Trio thì các bạn sẽ có những họa tiết ở bên trên nó thì có vẻ như nó đã hầm hố hơn. Hệ thống LED RGB ở trên dòng Trio năm nay thì nó có vẻ cũng là đẹp mắt hơn, nhìn nó được mượt mắt hơn. Về hiệu năng thì các bạn hãy cứ yên tâm đi, bởi vì khi các bạn nhìn vào phần cấp nguồn nhá, các bạn sẽ có là 3 cổng 8 pin. Nếu mà 2080 Ti mà dòng thông thường ấy, các bạn chỉ cần 2 cổng cấp nguồn 8 pin thôi. Còn ở đây các bạn có tận là 3 cổng cấp nguồn 8 pin, có nghĩa là khả năng ép xung của các bạn là rất ngon và hiệu năng của nó là cực kỳ cao. Và với dòng cao cấp nhất của MSI, đấy chính là dòng Seahawk, thì đây sẽ là giải pháp card đồ họa siêu cao cấp dành cho các bạn, mà nó sẽ là một phiên bản mà sử dụng tản nhiệt nước all-in-one của card đồ họa. Và nó sẽ có hiệu năng tản nhiệt rất là tốt, cũng như là hiệu năng của nó sẽ rất là cao. Nhưng mà với giải pháp tản nhiệt all-in-one cho card đồ họa như thế này thì mình nghĩ là các bạn nên dùng những bộ cây như thế nào để nhìn nó đẹp mắt hơn. Chứ hôm trước mình lắp vào một cái cây nhưng mà nhìn nó kiểu hơi vướng đấy. Và với MSI thì các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn, đến 5 loại sản phẩm mà, thì các bạn có thể có một sự lựa chọn rất là đa dạng. Và chuyển qua một hãng lớn cuối cùng ý, đấy chính là Gigabyte. Thì mình khá là buồn, đấy chính là Gigabyte vẫn chưa cho ra mắt là dòng Aorus của mình, mà họ mới chỉ cho ra mắt đấy chính là dòng WinForce Gaming mà thôi. Thực ra về hiệu năng của WinForce Gaming thì từ xưa đến nay nó cũng đã khá là cao rồi, nhưng mà nó vẫn chưa bằng là dòng Aorus. Và dòng Aorus của Gigabyte chính là dòng mang trên mình nhiều công nghệ nhất. Còn dòng WinForce thì nó cũng chỉ là một dòng phổ thông mà thôi. Nó giống như là dòng Duck hay là dòng Duo của Asus mà thôi. Và với dòng WinForce này thì đương nhiên các bạn sẽ vẫn có sự hiện diện, đấy chính là những cánh quạt WinForce, 3 quạt WinForce nhá. Hiệu năng tản nhiệt rất ngon và nó nhìn nó hơi dài. Và đương nhiên nó cũng sẽ không thể thiếu, đấy chính là hệ thống LED RGB ở ngay trên nó. Và mình nghĩ là sắp tới thì Gigabyte cũng sẽ cho ra mắt, đấy chính là dòng Aorus của mình mà thôi. Và mình rất trông chờ vào dòng Aorus, bởi vì WinForce mình thấy nó hơi đơn giản quá. Và vừa rồi mình đã tổng hợp lại cho các bạn tất cả những line up về các loại RTX 20 series của ba ông lớn, đấy chính là Asus, MSI và Gigabyte. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn của những hãng khác thì đương nhiên là những hãng khác cũng đã đưa ra gần như là đầy đủ những line up sản phẩm của mình về RTX 20 series rồi. Ví dụ như là Zotac, rồi Colorful hay là Palit các thứ thì họ cũng đã cho ra mắt đầy đủ rồi. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn hãy Google search thử nhá. Và các bạn có thể tự tìm hiểu và thấy là mình vẫn cảm giác là của Asus, MSI và Gigabyte nó có phần nhỉnh hơn. Và các bạn hãy nhớ là comment ý kiến mình phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.